đây đây ngắt ngọn ăn vì tôi mấy ông ở trong tỉa gì đây đây mất cuốn mất đầu chứ nè cả đấy mới chua được không? Cho buổi không may anh em ơi. Một hai ba. Ok luôn, chào các bạn. Chào các bạn nhé. Lại là mình đây. Ngày hôm nay mình xuống dưới này đưa được ít cá, ít tôm. Hôm nay hôm qua thì ăn tôm rồi, hôm nay bồi bổ tiếp cho anh em món lẩu cá. Lẩu cá biển. Đấy, đưa được 3-4 con. Anh đâu? Thầy bảo là hôm nay là anh em mình lại được ăn chất tanh. Lại được chất tí chất tanh. Chất tanh rồi. Hôm qua ăn tôm nhưng mà không có rau mấy. Hôm nay anh Đông hái cho một bao rau luôn. Là rau cải, cải ngọt này ngon chưa? Tự ăn non thì tầm này ăn ngon. Cải cúc này. Cải ngon mà, cái này nó cải xương. Cái này gieo luống nhỉ? Đúng rồi, cái này phải tiền mới to được. Thơm. Cái này sống ngon. Cải cúc. Cúc nhỏ quá, nó rất là ngắn, chưa tiền. Nhưng mà thế này ăn mới ngọt. Cải cúc tầm này ăn mới ngon này, để một thời gian nữa nó cao. Nó cao không? Mấy phân nữa là nó cứng. Cái này ngon rồi, chứ đang nói là những cái ngày ngắn này này. Cái này là đây là anh đang ngắt ngọn, anh ăn mì tôm rồi đây này. Đây này, ngắt ngọn ăn mì tôm, tới nay không mấy ông ở trong tỉa thì đây đây mất cuốn mất đầu chứ nè. Đây là cái này là có nụ mà cấu nụ mất đi à. Ê. Hợp lý, giải thích hợp lý. Ôi, nó phải như này ăn ngon này. Đây này, nó như này. Nhưng mà hôm nay làm bữa lẩu này anh Đông đưa rau rất là chất lượng ra, nhưng mà tại nhưng mà hơi hao tí anh nhỉ. Hao rồi nhiều. Anh trồng nhiều không? Anh trồng mấy luống à, em hỏi thế để hôm nay em vào thăm. À, vâng, mai kia em vào thăm. Nó không phải vào đâu. Hả? Anh có quay video, tí xem video. Lâu lắm thì anh em thì vào thăm trang trại. Nó mùi lá to thế à? Hả? Nó mùi đâu có lụt lá to thế à? Nó mùi đấy. Chả thật. Mùi này mùi châu Phi. Cái này mà cuộn mà ăn sống cũng ngon này. À, cái nó cài chứ mà đợi. Gói thịt bò ấy. Gói thịt bò. Hôm nay ăn cho xanh ruột luôn. Ăn ăn chay. Ăn chay. Ăn chay. Em mình ăn chay. Ăn mùi rau thôi. Ăn với rau thôi. Cá thì có được gọi là ăn thịt không nhỉ? Cá chỉ để lấy nước không? Cá. Linh cá chỉ để lấy nước cho ngọt thôi đúng không? Cái cúc này mới ngon. Là cúc ăn rau nhiều là vạch áo thì nhìn ruột xanh nè. Hả? Anh đâu biết cá này là cá gì không? Đâu. Đây. Em mới khám phá được. Cá này hay cái nào? Đây cá này. Còn đấy là cá biển. Thì chắc chắn rồi, đi mua cá biển mang xuống mà. Rô biển. Con này em cũng chưa ăn bao giờ. Anh Thanh ơi, sao không để thiên nạn thì cho dễ, anh chả khúc làm gì. Để lên lược thế đã hả? Vâng. Không cần lược mấy, không được. Cứ cắt khúc. Khúc không? Không cần lược. Lẩu nặng thịt ngon hơn các bạn. Không, là chi lê đâu, chi lê lâu mà. Chi lê. Cắt khúc, bỏ vào thế là nó ngon mà. Cắt khúc, không cho vào. Đây là hai loại cá. Đây là cá garopa. Con cá mú đấy, thường gọi là cá mú. Dạ. Việt Nam gọi là cá mú. Chứ con nào cũng gọi là cá mú à? Chứ ở biển nó gọi là mú à? Không phải. Đây á, con này gọi là cá mú á. Con kia. Con này là mú trắng. Thế còn con kia? Con kia là cá biển trắng. Cá rô biển. Như anh Quý ăn thử cá rô đấy bao giờ chưa? Nhiều chứ. Anh gần 40 tuổi rồi em. Cái đồ ông ấy nhà nó quá. Không phải. Nhiều quá không anh? Rau nhiều quá. Không nhiều đấy bạn, nhúng nhà mười mấy người mình còn ăn đêm rồi mấy em. Hả? Còn ăn đêm, còn ăn sáng mai. Chương trình là suốt đêm à? Hả? Lâu lâu xuống đây thăm anh em đương là vui quá. Hôm qua là bữa vừa rồi là ngất ngây con gà tây luôn. Bây giờ tôi hỏi ban ra lúc cửa công thì mặt bạn đi khắp đấy. Đâu? Tôi gọi là gửi hồn vào bài hát. À, đấy tôi gọi là gửi hồn vào bài hát chứ không phải là buồn. Nhưng mà ai bắt em đi ngủ sớm đấy? À, ai bắt em đi? Dìu em vào đi ngủ thì
đang vui ấy. Đang vui sao ra nó phạt nhé, sao ra tính á, sao ra đi phạt chồng bảy chén liên tục. Không nhớ gì, nói chung là vui lâu lắm rồi anh em mình gặp nhau, vui hôm nay lại vui nữa phát nữa. Anh lại cho em vui phát nữa nhá. Nay thì chắc không muốn rồi, nay ăn 3 miếng đi. Này bạn này, hôm nay ăn lấy sức. Sức mai còn giờ đến nay là thế đấy. Trước khi uống bảo hôm nay thì không uống lắm. Nhưng mà tí nữa là khách là phải ngất trước. Hôm qua lúc mình đi ngủ rồi, mình xem lại video rồi. Anh Đông bảo mình tiến tu ti tuổi gì. Đấy, đúng không? Hôm qua có đoạn đấy, em xem được các bạn đăng TikTok rồi. Nói chung anh hỏi em là tuổi gì đấy, vì anh không biết tuổi em đấy, hỏi tuổi gì. Giờ cái kinh nghiệm là ăn nhiều là tránh hai con hổ ra đi, đừng ngồi gần. Nên lé ra. Tưởng em tuổi lợn. Ừ đấy. Hổ có vô lợn không? Nhai ngang. Ăn xương. Ăn xương, ăn cả xương. Đây. Vừa đây, rau ngon này. Ngon. Nhìn rau này cảm thấy nó mát hết ruột này. Cải cục mà nhìn cây này. Cái này ở trên trên Luanda bán theo cân đấy anh. Rau ấy, ở trên đấy bán toàn theo cân thôi. Cứ một cân mấy nghìn, một cân mấy nghìn. Không nó lát. Để cho mọi người ăn đi, còn không nào bán. Còn cái đam mê. Để cho hôm nay vào mấy ông bắt được mấy con rúi. Thế á? Đúng con rúi. Mình vào là ông chặt ông ấy kho ăn rồi. Báo ơi. Này ở trong nông trại mấy ông bắt được 4 con rúi. Đào hang rồi anh. Anh vào đang kho trên bếp thì. Ngon này, rúi ăn ngon. Rúi ngon. Mà họ nấu rồi. Từ trên nấu anh mua về anh đã làm cho em ăn. Nhưng mà nấu rồi. Hôm nào nha anh nhá. May thì gặp thôi. Có ớt không vậy anh nhỉ? Hả? Ớt. Mấy con ở trong cái này. Không quá, vừa chú cháu này lên lô tiếp mà. Lô tiếp vào rồi, rửa nó một cái phút táo á. Nó có đến đúng rồi. Cắt nhỏ quá. Đây. Cắt làm 4 đấy. Mày ạ, nhỏ quá lát đấy. Đưa đây em rồi. Cha mới được nó cai chúa này. Chúa thật. Dạ. Cha nữa này, chúa này. Cả đấy mới chua á? Cả để. Nhưng mà nó đã chín đâu mà chúa. Dạ. Vâng. May quá anh Nhân này làm đậu. Đậu là anh Nhân làm đúng không anh Hậu? Đúng không? Mua. Ở đây thì mua đâu ạ? Mua là đúng rồi, mua mấy nhé. À, thế mà anh Nhân bảo anh Nhân làm. Anh Nhân là công an xuất bản đây. Hả? Sao mày nói bằng cái đấy? Tài không? Nấu cái nồi chứ. Nấu bằng cái gì? Ồ, đưa anh không tin anh à? À. Hả? Em tưởng anh làm nước dùng. Ừ thì anh đang làm nước dùng mà. Sao làm chảo? Như em có tin anh không? À tí mới đổ vào kia. Đúng rồi. Mình phải xào phi hành nên cho nó thơm. Công thức này là công thức theo như anh Đông thường giới thiệu là gọi là công thức gia truyền. Hả? Sao không xào vào cái nồi kia luôn? Nồi này là nồi nước xương em ạ. Đưa anh biết lẩu này gọi là lẩu gì không? Lẩu Thái.
Hả? Lẩu hải sản. Không, lẩu này gọi là lẩu lẩu luôn đa. Lẩu luôn đa Angola. Thì cho nó thơm lên. Nhìn em tưởng anh nấu món lòng xào dứa chứ. Nhiều dứa vậy. Cái gì anh? Xào trước cho nó nhanh mềm, ăn luôn không đói. Chứ cho vào nồi lẩu đợi lâu á. Anh em đi làm về đói hết rồi. Thơm không Đức Anh? Thơm. Lâu lắm rồi không ăn lẩu. Mà đúng ra là lâu lắm rồi không ăn lẩu anh nấu đúng không? Không có lẩu chứ không phải là anh nấu. Ở dưới đây có gì ăn lẩu đâu. Hả? Dưới đây có gì ăn lẩu đâu. Không bao giờ ăn lẩu á? Wow. Anh Ngọc ơi, gạt gạt em này xuống vào. Đỡ 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 nó bắn. Thơm không anh? Em nghĩ là đủ ấy, không nghĩ đâu. Nhà mình ăn muối à anh? Muối nhà mình có mặn không anh? Mặn giống như trên thị trường. Ô muối bên này nó có nhiều loại nha mọi người nha. Ở bên này trông ghế đâu muối nó có mấy loại đấy, có loại tinh khiết, độ tinh khiết cao thì nó sẽ mặn, mà độ tinh khiết không cao thì nó sẽ nhạt. Tại vì cái muối mà mình ăn nó khác và cái muối mà mình làm đá ấy, dạ, nó lại khác. Ủa, muối làm đá luôn á? Ừ. Vậy á? Muối làm đá nó kiểu như dạng nó làm nó không được sạch ấy. Dạ. Nó chỉ là làm đá phải cần muối có được anh không biết à? Không. Đổ đầy muối ở dưới ấy. À vậy à? Thử. Nhìn miếng. Đường anh ạ. Hơi nhạt. Muối ở đây là muối nhạt. Sợi, đậu đây. Đậu anh hậu rán này. Sợi, ngon không? Đậu khuôn à? Đấy. Ngon thế nhỉ? Cái này phải chia ra làm hai bếp nhỉ?
Không, đậu này ấy mà anh, cho vào lẩu mà. Đậu lẩu đâu kia kia. Cả đậu này nữa. Cả đậu này nữa mới ngon. Chết rồi. Rồi. Ngon. Mọi người ngửi có thấy thơm không? Các bạn ngửi có thấy thơm không? Mình là thấy thơm lắm này. Cá gì đây? Cá mú. Muối nhạt thế nhỉ? Có khi hay là mồm anh bị nhạt đấy. Gì lắm. Muối đây nó nhạt, nó có mặn. Hôm qua anh uống hơi nhiều nên là hôm nay mồm nó nhạt. Mình sống cũng đâu có nhạt lắm đâu nhỉ? Mà sao mình làm cho muối này vào tiếng nó nhạt thế? Anh ơi, bỏ cái bếp này ra luôn đi. Nhờ, tí mình ăn bằng bếp này. Angola là ăn lẩu là rất là đặc biệt nha mọi người. Ăn bếp ga luôn. Điện ở đây yếu. Cơm rồi nhà mình ơi. Cho một ít vào trước. Ra cái này anh em có cái đồ gấp luôn. Mấy hôm nay là cho anh em ăn toàn chất tanh hết. Chất tanh là vitamin gì nhỉ anh Hậu nhỉ? À, trong cá này là có vitamin gì? Đạm à? Có vitamin tanh. Nước ra. Full topping rồi. Hả? Nhiều topping ấy. Vào cái là ăn luôn mà em. Chứ nhà đông người nên là phải cho ra đây chứ ra kia thì tí chỉ nhúng rau thôi. Yeah. Cá to này nhúng trước thôi cho lốt vào đi. Này mà có tí thìa là nữa thì tuyệt vời luôn. Mang ra đây anh ơi, để em san. Lão à? Anh bảo cho em xin cái đĩa nữa em múc cá. Một hai cái nữa. Không em một bình đều một bình trống ấy. Bình trống thì nó múc. Cá để nó ngọt chứ. Bình em để bình thường. Không, nó chín quá là nó sẽ bị không ngọt cá. Đấy phải để em luôn luôn là một đĩa. Mà đâu? Cá đổ này đang đổ đổ bình đây. Chép giòn này anh ạ. Chép giòn này. Ừ, chép giòn. Chép giòn biển. Chép giòn bình à? Chép giòn biển. Con này. Đây anh gâm nào. Đây đây. Ăn đi để thế ăn đi lắm á. Thấy chưa? Đầu ngón này, anh ăn gọp của phân ngón này. Cho phù anh trong ngoài ở đây, ngoài bản đấy. Ừ. Anh làm ở ngoài bản luôn. Làm ở ngoài bản luôn. Rồi ok. Rồi. Lắp gì như bị chó anh. Vâng.
Chà, cá nhìn ngon nhờ, béo nhờ. Ok, ok, rồi. Chào bếp bà. Chào bếp bà. Mời các bạn ăn nhá. Lên tiền. Rồi, này vợ ngồi. Clip này hình nhỉ. Clip này đang sôi mà. Đang sôi mà anh. Đâu anh ổn đó, anh mới bờ. Khỏe lắm. Bạn có làm thế không? Tôi cho cả bát luôn chén. Tầm này. Qua cua rồi bạn. Qua cua rồi. Anh em ơi. Ôi. Lấy cái đi mày. Sao cầm cái tay vào mày bốc rồi múc với cho thích đi. Anh nhanh em. Đó, bên này sôi rồi anh. Ô chén em đâu? Hôm nay em phải uống à? Hôm nay chắc là phải uống. Thì mãi không? Tiệc hôm nay là vợ chồng Tiền Thu Ti lại nấu nấu. Nấu nấu. Nấu nấu. Tại hôm qua vui quá nên là hôm nay lại phải tiếp tục vui. Tiền Thu Ti hôm nay làm nồi nấu các bạn ạ. Vui nó trả lại luôn. Làm nồi nấu để xin lỗi hôm qua vì hôm qua ăn bao nhiêu là... Quá cố luôn. Chả giữ cái gì. Anh Nhân này. Đây quá rồi. Đức anh có lời gì nói không nhá? Đức anh đâu rồi? À kia. À đây hề. Trời ơi, sao mừng tuổi em. Anh em đủ hết rượu chưa? Đủ rồi. Đủ hết chưa nhỉ? Dũng ơi. Đã gấp rồi chứ. Anh có đây bánh quỷ đấy. Đâu, đây là đủ lý em mày á. Là thế nào? Bông trẻ con ngồi đây. Ôm khám kì. Ôi lý em. Mình đeo đánh chứ, đeo đánh chứ. Okay. Đi. À, vợ ơi. Anh em ơi. Một, hai, ba. Hết. Mời các bạn. Trời ơi, hôm nay lại say nữa rồi. Nhìn liều liều mà chết. Okay, vợ. Được rồi đấy. Món này. Đấy, mình làm bữa cơm này mai kia là mình về Luân Đa rồi. Thế nên là anh em chưa ăn đã bảo mình về đây. Mùng 2 mới lên luôn mà. Mùng 2 luôn nhỉ? Không, nhưng mà sau bữa này mấy bữa hôm sau là ăn cơm bình thường thôi, không có gì. À ừ, đúng rồi, thế thôi. Thịt cá đồng mãi. Bạn có nhận không? Cá không nhận không? Cá chín chưa anh? Chín rồi. Vậy, cá này. Rau đảm bạc ơi. Vừa thật là thôi, chứ mình trưởng thôi là xa đoạn cái này thì chết dần. Món này. Thằng chung là cùng máy có vợ chồng Sara xuống, anh em mới được tí chất tay các bạn. Chứ bình thường anh em mình toàn cơm với cao với mắm á. Thậm chí mít tôm mắm nhờ. Anh ấy, em nấu cá này có hợp khẩu vị không? Ăn cho vang rồi lúc. Ngon lên. Ăn rau với xanh gọt chứ mà ăn mít tôm đi. Đầu lắm em ăn này. Cá này. Này anh em tình cảm mình. Mẹ đi. Thế vậy? Đúng rồi, từ em ơi, cái đĩa này hình như mình, em phải đổ ra đây sao? Cái đĩa này, bỏ ráo đi. Đây. Để khó bỏ ráo. Anh ăn cá đi. Ăn đi. Ăn đậu... Má cái đồ má đồ quỷ này thì nói kéo đó. Cá từ từ mới làm khiếp được. Vừa lâu ăn đậu qua này. Thành thao lên, cao thành. Đừng có ra làm gì nữa này. Nhìn rau này, Đức Anh này. Máy hồng phải. Đức Anh này, ra nhìn lùi rồi. Quả lùi rau này. Rau của anh Đông. Xanh mứa. Cái gì em bảo gì? Rau của anh Đông xanh mứa. À, rau anh trồng. Đâu có phun đông, phun mới tí. Phun mới tí xấu ăn, phun mới tí. Anh cho em xin cái đĩa về đấy. Đây. Anh rau này anh có phun thuốc không? Không, anh không phun đâu, phun được mấy tí. Một tí. Đó, thì rau nhá.